Chắc là chúng ta vẫn nhớ đến hình ảnh một Minh Tú sẵn sàng sù lông lên bảo vệ thí sinh trong The Face, hay hình ảnh một Minh Tú đoạt giải Hoa hậu siêu quốc gia châu Á tại cuộc thi Miss Supranational 2018. Có lẽ lấn sân bao nhiêu vẫn chưa đủ, nên nay cô thỏ mẹ nhà chúng ta còn đích thân thủ vai chính cho một tác phẩm điện ảnh mà khi nghe cái tên thôi là thấy hơi sai sai. Hoa hậu giang hồ lần đầu tiên trên màn ảnh rộng sẽ công khai vén bức màn nhung, hé lộ sự thật khốc liệt đằng sau một cuộc thi hoa hậu. Nhân vật do Minh Tú thể hiện có lẽ là thí sinh nổi bật nhất, không phải vì nhan sắc mà vì cô là người bất chấp mọi chuẩn mực của một người đẹp, thoải mái hút thuốc và sẵn sàng lao vào bóp cổ thí sinh cùng phòng. Hình ảnh Minh Tú bất ngờ bị kẻ lạ cầm dao truy sát là chi tiết gây sốc nhất. Còn một sự trùng hợp không hề nhẹ nữa là bức màn nhung đằng sau cuộc thi hoa hậu được vén lên thì lại là cùng thời điểm với Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 trở lại. Ấy da, nghe thôi mà đã thấy hào hứng rồi đây. Còn sự tình sẽ ra sao, như thế nào thì chỉ có ra rạp tại CGV vào tháng 11 này nhé. Với sự thành công vang dội của Frozen 1, phim đã nhận được giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 71 cho hạng mục phim hoạt hình hay nhất. Đây cũng là lần đầu tiên hãng Walt Disney Animation Studio giành chiến thắng ở hạng mục này và ẵm luôn giải Oscar cho hạng mục phim hoạt hình hay nhất. Để đi tiếp với sự thành công đó, Walt Disney đã cho ra mắt phần tiếp theo, có lẽ sẽ là bom tấn trong năm nay đó nha. Với phần 2 của Frozen, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhiều hơn sức mạnh cực kỳ khủng khiếp và bá đạo của nữ hoàng băng giá Elsa. Và lần này, cô nàng Elsa của chúng ta lại một lần nữa gặp rắc rối với chính sức mạnh của mình khi cứ liên tục phải lắng nghe một giọng nói bí ẩn. Bên cạnh đó thì người dân của vương quốc Arendelle lại một lần nữa gặp rắc rối mà nguồn cơn lại liên quan đến nữ hoàng Elsa của chúng ta. Hay, xui gì mà xui dữ vậy không biết. Chính vì lẽ đó mà Elsa đã quyết định đi tìm nguyên nhân, và bí ẩn đó thật ra đã được chính cha mẹ của Elsa kể cho hai chị em nghe ngay từ lúc nhỏ, nhưng bây giờ lại được bộ tộc của người đã hé lộ. Nghe qua thì có vẻ lần này Disney sẽ cho ra một cái thuyết âm mưu cũng lớn lắm đó à nghe. Nhưng lần phiêu lưu này Elsa sẽ không đi một mình nữa mà đi với cô là cả một đống người, gồm có Elsa, nhân vật chính thì phải có rồi, Anna, Kristoff và bộ đôi cực kỳ hài hước và bá đạo là chú tuần lộc Sven và chàng người tuyết mê mùa hè Olaf. Hey, cứ thấy cái ông Olaf này là đảm bảo cười té ghế luôn á trời. Nhìn tạo hình thôi đã mắc cười rồi, mà thêm cái thần thái của ổng còn tương tự nữa chứ. Quan trọng là thần thái quả là không có sai ha. Sự trở lại lần này của Frozen 2 chắc chắn sẽ làm cho chúng ta mãn nhãn hơn với những khả năng vượt trội của Elsa, những hiệu ứng hoành tráng hơn, lung linh huyền ảo hơn, và tương đương với sức mạnh to lớn thì chắc chắn Elsa sẽ gặp phải những thử thách khó khăn hơn, như là một mình nàng phải vượt biển và đối đầu với một con ngựa nước, hay là một đám người đã khổng lồ hung dữ, lẫn cả thời tiết cũng không độ nổi nàng. Khi lần này sức mạnh băng tuyết lại ở mùa thu lá vàng bay như thế này chứ. Dám chắc là lần này Elsa và đồng bọn sẽ phải ăn hành nhiều lắm đây. Hey.